Các bạn đang nghe truyện mắt cấp ngoan nhân trên kênh TV Audio CV. Chương 127, kế hoạch tri hành chuyển động con ngươi, nhếch miệng đáp, tao nghĩ rằng hai chúng ta thiếu sự ăn ý, cần phải tập luyện thật nhiều để tăng cường, liên kết. Tim tế cẩu đập lỡ một nhịp, sởn tóc gáy, ngập ngừng hỏi, mày muốn tập luyện thế nào? Phương tri hoành lặng lẽ cầm một cái đĩa lên, quay người về phía sân bên ngoài, nhướng mày ra hiệu muốn ném ra ngoài tế cẩu lập tức nhe răng trợn mắt tỏ vẻ muốn giết người vút trong sân phương tri hành tiện tay ném đĩa ra trên không trung xẹt qua một đường vòng cung rơi xuống mặt đất đúng lúc này một bóng dáng nhanh chóng bò qua nhảy vọt lên há mồm ngậm chặt cái đĩa sau đó ổn định rơi xuống đất tế cẩu ngậm lấy cái đĩa chạy đến trước mặt phương tri hành hung hăng nhìn cậu mắt cúng phun lửa giận không thể kìm nổi phương tri hành cười lớn rất cốt tao cảm giác ràng buộc giữa hai chúng ta rõ ràng tăng cường hơn. Tế cẩu vừa định buông lời vàng ngọc, Phương Tri Hành lại lần nữa ném cái đĩa ra. Tế cẩu vô thức cử động, chạy nhanh như một cơn gió ngoạm được cái đĩa rồi quay trở về. Một người một chó chơi đến không biết mệt. Được rồi, tao đã cảm nhận được thành ý của mày. Phương Tri Hành rất hài lòng, từ tốn móc ra một viên nhục đang cấp hai thượng phẩm. Chỉ một thoáng, tế cẩu nổi cơn thịnh nộ, mắt chó sáng lên, cái mũi liên tục co rúng như thể ngửi thấy mỹ vị cực phẩm. Mau đưa cho tao, mau đưa cho tao, tế cẩu ngồi sổn trên mặt đất, nâng hai chân trước lên liên tục bái Phật. Phương Tri Hành công ngón tay búng ra. Tế cẩu lập tức nhảy lên tiếp được, há miệng ngoạm. Sau đó, nó mau lẹ nhai nuốt sạch sẽ, mặt chó lộ ra biểu cảm vô cùng hưởng thụ và thỏa mãn. Thơm, thật là thơm. Tế cẩu gật gù đắc ý, một bụng nổ khí tan thành mây khói thay vào đó là mùi thơm ngon không cách nào nói rõ thấy vậy phương tri hành không khỏi bật cười thật ra ngay từ đầu cậu không có ý định một mình sử dụng nhục đan mà chuẩn bị đưa cho tế cậu ăn hết một là bởi vì số lượng nhục đan quá ít nó như hạt cắt trong sa mạc đối với điều kiện mắc cấp của thiên sát huyết hải công hai là do cậu có thể săn giết dị thú để hoàn thành điều kiện mắc cấp sẽ không bị phụ thuộc quá vào nhục đan điểm này khiến cậu có thể đánh vỡ sự lũng đoạn của môn việc thế gia đối với nhục đan không biến bọn họ thành nô lệ nhục đan ngon ngon quá cho thêm viên nữa đi tế cậu kích động như điên chảy nước miếng ròng ròng phương tri hành thấy bụng tế cậu phồng lên cao mày nói có phải chó không cảm nhận được no không thứ mày đang ăn chính là nhục đan cấp hai thượng phẩm một viên đủ để mày tốn một ngày tiêu hóa đấy Tế Cẩu cảm nhận một chút thì đúng là rất no, nhưng nó không chống lại được sự mê hoặc của nhục đan, quả là vô cùng thơm ngon. May là Phương Tri Hành vẫn luôn nắm rõ sức ăn của nó, không để nó ăn nhiều, tránh cho nó ăn no đến chết. Một đêm trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, bầu trời quang đãng trở lại, mặt đất vẫn còn ẩm ướt và không khí đặc biệt trong lành. Cái lạnh không thể nào coi nhẹ, ngoại trừ các võ giả khí huyết dồi dào. Những người bình thường đều phải mặc nhiều quần áo hơn. Sáng sớm, Phương Tri hành thức dậy, mặc quần áo, rửa mặt, rồi ăn bữa sáng. Mau đưa cho tao một viên nhục đan. Tế Cẩu xoắn xíp cái đuôi gấp gáp đến mức lắc lên tận trời. Nó hoàn toàn đánh mất hứng thú đối với đồ ăn thông thường, chỉ muốn ăn nhục đan. Lần này, Phương Tri hành không nói thêm gì, cong ngón tay búng một viên nhục đan ra. Tế Cẩu mừng rỡ ăn hết mùi vị thơm ngon làm cho nó thỏa mãn đến cực điểm. Một lát sau, tế cẩu nằm nghiêng trên mặt đất, bụng no đến không thể động đậy. Nó lười biến hỏi, hôm nay làm gì? Đi thu thập vật tư à? Phương Tri hành lý nhìn giao diện hệ thống của Minh, đáp, trong chín điều kiện, ngoại trừ cái đầu tiên đã hoàn thành, còn lại 8 điều kiện kia có độ khó khác nhau, trong đó điều kiện 2, 3, 5, 9 có thể hoàn thành cùng lúc. Tế cẩu đọc kỹ, Điều kiện 2, chiến thắng hoặc giết chết sinh mạng cùng cấp bậc, 18 mạng, cái này cùng với điều kiện 3, tim sói cấp 2, 1 quả, gan báo cấp 2, 2 cái, đầu hổ cấp 2, 3 cái không hề xung đột. Giả dụ Phương Tri hành hoàn thành điều kiện 3 trước, vậy thì điều kiện 2 sẽ đồng bộ hoàn thành 6 phần 18. Tương tự, điều kiện 5, thu thập 10 loại máu dị thú cấp 2, mỗi loại 1 thăng, cũng sẽ hoàn thành 6 phần 10. Điều kiện 9 dị thú cấp 2, 9.300 cân, tự nhiên cũng giảm xuống. Phương Tri Hành phân tích, điều kiện 6 và 8 cần điều tra tình báo tương ứng, phải làm rõ máu linh lộc, máu âm xà và thiên sát thảo là thứ gì. Tế cẩu cũng đồng tình, ba thứ này chỉ cần nghe tên thôi là đã cảm thấy không tầm thường, có khả năng chúng tương đối hiếm có. Khó hoàn thành nhất có lẽ là điều kiện thứ tư và điều kiện thứ bảy. Phương Tri Hành miếm môi. Tế cẩu tặc lưỡi, điều kiện bốn lại là săn giết một dị thú cấp 3, với thực lực đại mãn cảnh viên mãn của mày, căn bản không thể làm được chuyện này. Phương Tri hành sờ lên hắc đàn cung, trầm ngâm nói, đúng là rất có tính thử thách, nhưng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Tế cẩu đề nghị, hay là cứ để điều kiện bốn đến sau cùng rồi đi hoàn thành, tao lại cảm thấy điều kiện bảy là khó khăn nhất, xả hai lít máu trong cơ thể mình, ba lần, là cái quần què gì vậy, khác nào kêu tự sát chứ. Phương Tri Hành hít một hơi sâu, gật đầu nói, người bình thường mất máu vượt quá 2 lít là lạnh người rồi. Tao là võ giả có thể chất mạnh mẽ mất một lít máu hẳn sẽ không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng nhưng chắc chắn rằng tao sẽ vì thế mà trở nên cực kỳ suy yếu. Tế cậu hiểu ra, suy nghĩ rồi nói, khi làm việc này, tốt nhất là tìm một nơi tuyệt đối an toàn, chuẩn bị thuốc bổ kỹ càng, tranh thủ mau chóng hồi phục lại. Phương Tri Hành đương nhiên biết điều này, gật đầu nói, bắt đầu từ săn giết dị thú làm lên đi. Tế cẩu không khỏi phấn khích, mày muốn đi cấm khu. Tất nhiên, chỉ ở cấm khu mới có dị thú. Phương Tri Hành đáp, có điều cấm khu vô cùng nguy hiểm, với lại tao không đủ kinh nghiệm, có lẽ phải chịu thiệt nhiều, tốn nhiều, tiền ngu. Trước khi đến cấm khu tao còn phải chuẩn bị vài thứ, tốt nhất là có thể thăng cấp lên một chút nữa, an toàn là trên hết. Tế cẩu giật mình, kinh ngạc nói, mày đã là đại mãn cảnh viên mãn rồi, còn có thể thăng cấp nữa à? Phương Tri Hành cẩn thận giải thích, ta nắm giữ tam đại tuyệt kỹ, kỹ thuật bắn tên, bạc đao thuật và thiết sơn công. Trong đó kỹ thuật bắn tên và thiết sơn công đều đã đạt tới cực hạn là đại mãn cảnh nhưng bạc đao thuật vẫn còn không gian tăng lên nhất định. Tế cẩu chớp mắt, nói, nhưng mày không có đao phổ, làm sao tăng lên được? Phương Tri Hành nhếch khóe miệng, mày không nhận ra la khắc chiêu vẫn luôn đem bội đao bên mình à. Tế cẩu không khỏi giật mình, kích động nói, gã biết dùng đao, trong tay nhất định có đao phổ. Phương Tri Hành gật đầu nói, mấy ngày trước, tao vô tình nghe mấy bộ binh tán gẫu nhắc đến chuyện sắp tới hạng mục huấn luyện của bọn họ chính là luyện tập lít, cánh kỳ đao thập tam thức. Tế cẩu ngồi dậy, nghiêng đầu nói, nhưng mày đắc tội với la khắc chiêu rồi, thế như nước với lửa, không thể có chuyện gã truyền thụ đao pháp cho mày được phương tri hành mỉm cười và nói mày quên đinh chí cương rồi à hắn cũng xuất thân từ quân ngũ cũng mang theo đại đao hắn nhất định cũng hiểu đao pháp tế cẩu chợt nhận ra khá lắm chẳng trách phương tri hành nhất quyết mời đinh chí cương đến sự tiệc mừng vào ngày hôm qua té ra mày đã sớm chuẩn bị sẵn hết rồi đúng là gian xảo đi đến võ đài phương tri hành đứng dậy sải bước tế cẩu cũng lật đật chạy theo. Ngay sau đó, một người một chó đến võ đài. Bên trái sân bãi, bộ binh đã tập hợp đang định luyện công buổi sáng. Phía bên phải, Cao Đại Hưng chỉ huy 300 cung binh luyện công buổi sáng, mồ hôi đầm đìa. Chương 79, mò cánh mắt phương tri hành đảo quanh, không phát hiện La Khắc Chiêu. Tuyệt bình thường ở huyện. Dù La Khắc Chiêu là thống lĩnh bộ binh nhưng rất ít khi gã đích thân chỉ đạo huấn luyện bộ binh của mình bình thường người dẫn binh huấn luyện là trợ thủ của hắn ôn ngọc đông con trai thứ của quản gia ôn dục văn ôn dục văn có hai đứa con trai con trai lớn theo trưởng tử la khắc trú của la bồi vân đi quận thành rồi ôn ngọc đông trở thành trợ thủ đắc lực của la khắc chiêu phương tri hành từ tốn đi lên đài cao chào buổi sáng phương giáo đầu ôn ngọc đông hơi nhướng mày mỉm cười chắp tay thi lễ từng chào buổi sáng Phương Tri Hành thản nhiên nhận lấy, chỉ lịch sự gật đầu. Dù sao, danh hiệu của cậu vẫn cao hơn ôn Ngọc Đông một cấp. Sau đó, Phương Tri Hành hạ thấp giọng hỏi, sao không thấy nhị công tử? Ôn Ngọc Đông trả lời, thường ngày, nhị công tử phải luyện võ, không rảnh tới đây. Nghe vậy, Phương Tri Hành lộ vẻ tiếc nuối, thở dài, hay, giữa ta và nhị công tử có chút hiểu lầm, không biết còn có thể hóa giải hay không? Ông Ngọc Đông hơi thay đổi sắc mặt, khóe miệng hơi cong, nói, đại nhân nói gì vậy, nhị công tử đại nhân rộng lượng, tấm lòng bác ái, ngài không phải loại người hay ghi thù đâu. Vậy thì tốt. Phương Tri Hành thở phào, ngại ngùng cười nói, chỉ cần nhị công tử đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, sau này hai bọn ta có thể làm bạn tốt, đúng không? Ông Ngọc Đông thoạt đầu sửng sốt, gật đầu cười nói, đương nhiên rồi, ta và ngài đều ở trong quân, nghe lệnh của huyện lệnh đại nhân, tự nhiên sẽ là huynh đệ có nhau. Tốt tốt tốt. Phương Tri Hành bỗng cười rạng rỡ, vô cùng nhiệt tình, thuận miệng đề cập, ta nghe nói bộ binh sắp bắt đầu luyện đao pháp, đúng không? Ông Ngọc Đông vội nói, đúng vậy, tân binh nhập ngũ đủ một năm thì có thể học đao pháp. Phương Tri Hành thừa cơ sở đại hoàng đao bên hông mình, khẽ mỉm cười và nói, ta cũng có hứng thú với đao pháp, ngươi rảnh thì dạy ta đi. Không dám không dám, chỉ là chút tài mọn, ta nào dám múa rìu qua mắt thợ với phương giáo đầu." Ông Ngọc Đông cúi đầu, vẻ mặt hơi khó xử, nhưng giữa hai hàng lông mày lại ẩn chứa sự kháng cự và ý thù địch khó phát giác. Phương Tri hành trong mặt mà nói chuyện, thấy thế thì không thèm để ý nữa, nhanh chóng bước xuống đài cao, đi tới trước mặt 300 cung binh. Toàn thể hành lễ, bái kiến giáo đầu. Cao đại hưng đứng thẳng lưng, hét lớn. Xoạc. 300 cung binh đồng loạt thi lễ cảnh tượng khá hoành tráng tình cảnh này khiến trong lòng phương tri hành dân lên một cảm giác hào tình vạn trượng miễn lễ phương tri hành mặt không thay đổi chắp tay nói chư vị huynh đệ ta đã làm giáo đầu của các ngươi vậy ta sẽ toàn tâm toàn ý truyền thụ kỹ thuật bắn tên tinh diệu nhất cho các ngươi bồi dưỡng các ngươi trở thành xạ thủ hàng đầu lời này vừa nói ra các cung binh đều lộ vẻ chờ mong Bọn họ đã từng chứng kiến 10 người nhóm Hoàng Đại Thuận luyện tập kỹ thuật bắn tên như thế nào. Tư thế bắn tên và bia ngắm vừa tiêu chuẩn vừa trôi chảy, mang đến cho mọi người cảm giác rất mới mẻ. Phương Tri hành đảo mắt, lên tiếng, "Hoàng Đại Thuận, Đặng Tư Vượng, Trương Đại Hà." 10 người các ngươi ra khỏi hàng. Gần như ngay lập tức, 10 người nhóm Hoàng Đại Thuận ra khỏi hàng, bước tới hàng đầu tiên của đội ngũ, đứng thẳng tắp, mắt không chớp, vẻ sùng kính hiện trên mặt bọn họ. Phương Tri Hành tuyên bố, từ hôm nay trở đi, 300 cung binh sẽ chia làm 10 tiểu đội, do mỗi người trong nhóm Hoàng Đại Thuận đảm nhiệm chức đội trưởng, các đội trưởng thay ta truyền thụ xạ thuật mà ta đã dạy cho bọn họ. 10 tiểu đội chia ra huấn luyện, sau đó cứ cách 10 ngày tiến hành tranh tài một lần. Người có biểu hiện tốt nhất trong đội ngũ sẽ nhận được phần thưởng, người có biểu hiện kém cỏi nhất sẽ chịu trừng phạt. Phương Tri Hành nhìn sang Cao Đại Hưng, phân phó, lão Cao, Người giám sát và chỉ điểm cho 10 đội ngũ này, sau đó căn cứ kết quả khảo hạch tuyển chọn ra 10 xạ thủ ưu tú nhất. Cao Đại Hưng Trịnh Trọng nói, giáo đầu xin hãy yên tâm, ti chức nhất định nghiêm khắc quản giáo, tuyệt đối không cô phụ sự kỳ vọng của ngài. Phương Tri Hành gật đầu, quay người rời đi. Những việc khác cứ để cung binh doanh tự chơi. Tế Cẩu cười ha ha, nói, giỏi lắm, mày tính làm trưởng quỷ rảnh tay à, đi làm còn mò cá. Cái méo gì cũng kệ. Phương Tri Hành kinh thường nói, mất gì tao phải lãng phí thời gian quý báu của mình lên người một đám phế vật chứ. Tế cẩu cạn lời rồi, nó ngẫm nghĩ, do dự mãi mới nói, mày không sợ bọn họ sinh ra tâm tư khác rồi thoát ly khỏi sự khống chế của mày à. Phương Tri Hành cười lạnh lùng, nói, mày hiểu cái rắm, khoảng cách sinh ra cái đẹp, khoảng cách sinh ra uy nghiêm. Tao càng xa cách bọn họ càng chứng tỏ tao sâu không thể dò và đáng sợ khiến bọn họ càng không dám sinh ra tâm tư khác. Tế cẩu không phục, điều mày nói là kinh nghiệm của quản lý nhân viên công ty, đây là trị quân, không giống. Phương Tri Hành tự tin đầy mình, cười nói, trị quân có hai đại pháp bảo, một là thưởng phạt phân minh, mày càng công bằng công chính thì càng dễ thu phục lòng người. Tế cẩu nghĩ lại thì thấy cũng đúng, hỏi, còn pháp bảo thứ hai thì sao? Phương Tri Hành nhếch khóe miệng, nói năng có khí khách, Đương nhiên là thực lực mạnh rồi, ai mạnh nhất thì bọn họ sẽ phục người đó. Nghe vậy, trong lúc nhất thời Tế cậu không cách nào phản bác. Không bao lâu sau, hai người họ đến nha sở thông phán. Thoạt nhìn nha sở thông phán vắng vẻ, chỉ có vài người ở đó. Phương Tri Hành bước qua cửa. Một nha dịch ngồi sau cái bàn, chân bắt chéo, liên tục ngáp, mặt ủ mày chau. Đột nhiên, hắn chú ý đến Phương Tri Hành. Khi nhìn kỹ lại thì phát hiện bên hông Phương Tri Hành đeo hai cái lệnh bài thân phận. Một cái là huy hiệu khắc nổi bằng bạc của giáo đầu cung binh, cái kia là ngọc bài hương chủ thiết sơn môn. Ngươi là... Nha dịch thay đổi sắc mặt, lập tức nhận thức được Phương Tri Hành là ai, bèn đứng dậy, cúi đầu không lưng, cười nói, hóa ra là Phương giáo đầu ghé qua, tiểu nhân bái kiến Phương giáo đầu. Phương Tri Hành đảo mắt quanh đại sảnh, hỏi, người đi đâu hết rồi? Đinh tổng bộ đầu đâu? Nha dịch giang tay, nói, đều ở nhà ngủ rồi. Phương Tri Hành sửng sốt, cao mày, đêm qua bọn họ làm gì vậy? Hai. Nha dịch thở dài, giải thích, Đổng Gia và Lưu Gia đánh nhau. Phương Tri Hành không nhịn nổi bật cười lớn, nhất thời hứng thú, ngồi xuống trò chuyện, kể rõ ta nghe xem. Thấy thế, nha dịch cũng thả lỏng, cười hì hì, lão gia nhà họ lưu tin lời lão gia nhà họ đổng, tham gia vào ván cược lớn do lư đường chủ mở, kết quả chớp mắt thua sạch bốn phần tài sản, lão gia nhà họ lưu tức đến mức trở mặt luôn, dẫn theo một đám gia đình đánh tới đổng phủ, huyên náo đến gà bay chó chạy, nguyên đêm không được yên ổn. Khi, cũng nhờ đinh tổng bộ đầu phải ra mặt giữ trị an, khuyên giải hai nhà suốt cả đêm. Phương Tri Hành hiểu chuyện, bật cười, đinh tổng bộ đầu của các ngươi, dạo này bị vận rủi rơi trúng đầu à, sao toàn gặp chuyện xấu không vậy? chứ còn gì nữa. Nha dịch cũng cảm thấy suối quẩy, đột nhiên hắn lại cảm thấy lời này nói ra không ổn, vội vàng bổ sung, tổng bộ đầu cũng không phải toàn gặp chuyện xấu, nghe nói tiểu thiếp của ngài ấy có tin vui rồi. Đầu Phương Tri Hành nhảy số, hỏi thăm nhà của Đinh Chí Cương ở đâu, sau đó cậu trở về biệt viện, cưỡi ngựa rời khỏi nha môn. Kỵ sư sơ cấp viên mãn. Kỹ năng bộc phát, nhảy qua chướng ngại vật, level 1. Bây giờ Phương Tri Hành đã là kỵ sư sơ cấp, cưỡi ngựa nhẹ nhàng. Thậm chí, cậu có thể cưỡi ngựa nhảy dựng lên, phóng qua một vài chướng ngại vật không cao lắm. Điều kiện đạt được kỵ sư trung cấp viên mãn, một, trở thành kỵ sư sơ cấp, đã hoàn thành. Hai, làm bạn qua đêm với ngựa, ba lần, chưa hoàn thành. Ba, cho ngựa ăn liên tục trong, ba mươi ngày, chưa hoàn thành. Bốn, đỡ đẻ cho một con ngựa cái, chưa hoàn thành. Năm, cưỡi ngựa trên 30,000m, 30 chưa hoàn thành. Vó ngựa thoăn thoắt, băng đường phố qua ngõ hẻm. Kỳ thật, phủ đệ của Đinh Chí Cương cách nha môn khá gần, chỉ đi qua ba con phố là đến. Có điều, Phương Tri Hành đến thăm hỏi người ta, đương nhiên không thể đi tay không được. Huống hồ, cậu còn muốn cầu cạnh Đinh Chí Cương. Ưm, ừ, đi ra phố xá mua mấy món lễ vật trước. Phương Tri Hành cưỡi con ngựa cao to, cộc cộc cộc, rêu rao khắp nơi. Dù cậu không có ý khoe khoang, nhưng vô hình chung lại mang đến cho người ta cảm giác hăng hái. Tế cậu lè lưỡi, cung cúc chạy theo sau, tỏ vẻ rất vui sướng. Không biết tại sao, khi chạy như thế này, nó tự nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Có lẽ, niềm vui của cúng con chỉ đơn giản như vậy. Một lát sau, hai người bọn họ cùng thông qua một cây cầu đã, đi tới một phố xá phồn hoa nhìn từ xa các cửa hàng cửu lâu mọc san sát người đi đường đông như kiến mùi thơm của đồ ăn ngon tràn ngập trong không khí phương tri hành có đồ ăn ngon tế cẩu không khỏi phấn chấn nước miếng lập tức chảy ra phương tri hành cạn lời nghiêng đầu nhìn tế cẩu bụng của con chó chết tiệt này vẫn rất to rõ ràng là trạng thái ăn quá no nhưng khi tế cẩu ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt thì hoàn toàn kích động chỉ chốc lát tế cẩu ngoe ngoẩy cái đuôi, dừng lại trước một gian hàng bán bánh thịt bằm, đi không nổi nữa. Kiếp trước mày vừa nhìn thấy mỹ nữ là không dời nổi bước chân, kiếp này mày tiến bộ rồi, giới sắc luôn. Phương Tri Hành tặc lưỡi, cười khẩy. Tế cẩu chợt bừng tỉnh, cười ngại ngùng, mày hiểu cái rắm, thế này gọi là chỉ có đồ ăn ngon và tình yêu là không thể phụ lòng. Phương Tri Hành không thèm để ý đến nó nữa, thúc ngựa đi về phía trước. Chẹp, Chẹp. Tế Cẩu liếm lưỡi, do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhờ chút lý trí còn sót lại đánh bại cơn thèm ăn mãnh liệt của nó. Gấp cái gì, đợi tao với. Tế Cẩu băng qua đám đông, nhanh chóng đuổi theo. Phương Tri Hành đi dạo dọc con phố, mua vài thứ cậu cảm thấy đẹp, sau đó quay lại đường cũ trở về. Phương Tri Hành, hay là mày mua cái bánh thịt bằm cho tao nếm thử đi. Lúc trở về, Tế Cẩu kìm lòng không đặng lại đứng trước gian hàng bánh lần nữa. Chá! Phương Tri Hành làm như không nghe thấy, thúc ngựa phi thật nhanh. Đột nhiên, từ tầng hai trà lâu phía bên phải đường xuất hiện một bóng người khôi ngô, thình lình nhảy xuống. Con người của tế cẩu co rút. Chỉ thấy cơ bắp toàn thân người kia phồng lên giống như cự hùng hung hãn, cánh tay phải dơ lên cao, bắp tay to dị thường, tay phải hóa thành móng vuốt sắc nhọn, lăn không nhào về phía Phương Tri Hành, phía trên sau đầu cậu chính là điểm mù cẩn thận, tế cẩu kinh hải, lập tức truyền âm. Gần như cùng lúc, cẩu tặc, ta đợi ngươi lâu lắm rồi, chịu chết đi. Một tiếng hét chói tai truyền ra, trong giọng nói thô ráp tràn đầy hận ý không thể nói thành lời. Phương Tri Hành bỗng quay đầu liếc nhìn khoảng không phía trên đầu, một vệt bóng đen bao phủ xuống, gió mạnh gào thét. Cậu không chút do dự, nảy thân thể vọt lên, hai chân chạm lên y ngựa, thuận thế dậm chân. Kỹ năng bột phát thảo thượng phi phương tri hành nhẹ nhàng nâng người nhảy lên đồng thời xoay lại và thấy rõ người đánh lén mình đối phương mặc chiếc váy đỏ tươi đeo mặt nạ dáng người cực kỳ cường tráng mình hổ thân gấu chỗ ngực phồng lên thế mà lại là một nữ nhân nữ nhân hùng tráng dị thường sắc chiêu mà ả à thi triển rõ ràng là hùng phát thủ hai người bọn họ một người bổ nhào xuống một người phi lên cao lướt qua nhau giữa không trung nữ tử hùng tráng che mặt tấn công hụt trong mắt ả hiện lên vẻ kinh ngạc, như thể không ngờ rằng kinh công của Phương Tri Hành lại đỉnh như thế, khiến đòn đánh lén của ả vô ích. Trong nháy mắt, ả vung tay ném bột phấn nổ tung, nhanh chóng khuếch tán xung quanh. Con mẹ nó, lại là vôi phấn, Phương Tri Hành trạng lời. Nhưng lúc bột phấn tràn ngập, nữ tử hùng tráng che mặt quay đầu bỏ chạy, xông qua đám đông, bỏ trốn mất dạng. Phương Tri Hành muốn đuổi theo. Nhưng vôi phấn đã làm cho người đi đường rối loạn mọi người chạy tán loạn, xô đẩy lẫn nhau, người chen kẻ lớn thành một mớ hỗn độn. Tầm nhìn của Phương Tri Hành bị vôi phấn che mất, lại thêm đám người đột phát hỗn loạn, trong nháy mắt, không thấy tung tích của nữ tử hùng tráng che mặt kia đâu. Tế cẩu, đuổi theo, Phương Tri Hành truyền âm. Tế cẩu chảy nước mắt, gào lên, truy cái rắm, vôi phấn rơi vào trong mắt tao, cay quá đi, mau cứu tao. Mặt Phương Tri Hành giật giật. Vừa nãy, tế cẩu vội chạy tới, định giúp đỡ Phương Tri Hành. Nhưng thật không may, đúng lúc nó bị vôi phấn nổ tung bay vào mắt. Hí hí hí. Phương Tri Hành ghi chặt con ngựa trắng đang kích động, rồi ôm lấy tế cẩu, dẫn nó chạy nhanh đến trước một quầy ăn vặt. Ông chủ, cho ta mượn chút dầu dùng. Phương Tri Hành nắm góc áo của mình, chấm một chút dầu ăn, lau mắt tế cẩu, bôi sạch vôi phấn. Tế cẩu thở vào, kêu lên, má ơi, khó chịu chết lão tử, suýt chút mù mắt cúng của ta rồi. Phương Tri Hành hỏi, mày có nhớ mùi của nữ nhân kia không? Tế cẩu ngạc nhiên nói, hả, đấy là nữ nhân ư? Phương Tri Hành gật đầu nói, có lẽ là phản vĩ cướp sông, đồng bọn của Quách Định Sơn. Tế cẩu chợt ngượng ngùng đáp, mũi tao bị nghẹt do vôi phấn nên không ngửi được mùi của ả. Phương Tri Hành nhếch môi, sắc mặt hơi u ám, nghiến răng nói, hay, quả thật tao đã bị người ta để mắt tới, đồng bọn của quách định sơn vẫn luôn chờ cơ hội tìm tao báo thù tế cẩu hít một hơi tặc lưỡi nói mẹ nó sao cướp xong biết được hôm nay chúng ta phải ra ngoài đợi chút tế cẩu không khỏi giật mình hắn nhớ phương tri hành từng nói trong nha môn có gian tế phương tri hành hiển nhiên cũng nhận ra điểm này cười lạnh và nói xem ra tên gian tế kia có thể nắm giữ hành tung của ta bất cứ lúc nào cậu suy nghĩ một chút phân tích Chắc hẳn không chỉ có một gian tế. Ví dụ, ở trong nha môn có một gian tế luôn theo dõi tao, khi hắn phát hiện tao rời khỏi nha môn, có lẽ sẽ không mạo muội đi theo tao mà báo cho người khác theo dõi tao, tên gian tế thứ hai này chắc chắn cũng thuộc nội bộ nha môn hoặc ở gần nha môn. Tế Cẩu tán thành, hít vào, mẹ nó, đúng là khó lòng phòng bị. Phương Tri Hành hít sâu, không chần chừ nữa, ôm lấy tế Cẩu leo lên ngựa, thúc ngựa rời đi mặt trời đã lên cao. Cuối cùng, Phương Tri Hành và Tế Cẩu cũng tới trước cửa đinh phủ, xuống ngựa, chỉnh trang lại bộ dạng, gõ cửa bước vào. Lúc này, Đinh Chí Cương vừa mới thức dậy, đang ăn sáng. Ha ha, lão đệ tới rồi à. Đinh Chí Cương nhiệt tình hàng huyên, có điều hắn cũng khá bất ngờ, không nghĩ tới Phương Tri Hành sẽ chạy đến nhà hắn. Phương Tri Hành cười nói, nghe nói tẩu tẩu có tin vui, tiểu đệ đặc biệt đem lễ vật đến chúc mừng đại ca trước. Trong lúc nói chuyện, lễ vật được đưa tới. Ha ha, lão đệ thật có lòng, quả nhiên ta không nhìn lầm người. Đinh Chí Cương vui vẻ nhận lễ vật, không khỏi liếc nhìn vài lần, sắc mặt lập tức thay đổi mạnh. Lễ vật rất nhiều, ngoại trừ son phấn bột nước, còn có một số đồ trang sức cùng hai vạn đồng tiền. Hào khí Đinh Chí Cương phấn kích, nhìn chầm chầm Phương Tri Hành như có điều suy nghĩ, liên tục mời Phương Tri Hành vào phòng ngồi. Hai người trò chuyện sôi nổi một lúc. Phương Tri Hành nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính, tay sờ lên đại hoàng đao, cười nói, đại ca đưa đao cho ta, dùng rất tốt, chỉ tiếc. Đinh Chí Cương cao mày nói, sao vậy, lão đệ gặp phải vấn đề gì? Mau nói ta nghe. Phương Tri Hành giang tay nói, ta lại không có đao phổ. Trong lòng Đinh Chí Cương bỗng sáng tỏ, lập tức hiểu ra ý đồ hôm nay Phương Tri Hành đến đây, hắn bật cười lớn, đao phổ, vừa hay ta có một bản. Phương Tri Hành mừng rỡ nói, đại ca có thể cho tiểu đệ mượn xem chút được không? Đinh Chí Cương cười nói, có gì mà không được. Phương Tri Hành do dự nói, ta nghe nói, công pháp thuộc vật cấm, không được sự cho phép của môn việc thế gia thì cấm giữ riêng và đưa cho người khác, đại ca cho ta mượn đao phổ thì có gây phiền phức gì cho huynh không? Không, Đinh Chí Cương xua tay, cười nói, đúng là môn việc thế gia đã lập quy tắc như vậy, nhưng dưới tình huống bình thường, phạm vi cấm chỉ là công pháp từ cấp bậc ngũ cầm cảnh trở lên. Đao phổ ta cho đệ mượn tên là Líp, tính kỳ đao thập tam thức chỉ có hai tầng công pháp, cùng lắm cũng chỉ có thể tu luyện đến đại mãn cảnh viên mãn mà thôi. Với lại, công pháp cấm truyền ra ngoài, lão đệ và ta đều là người quan gia, đâu phải người ngoài. Phương Tri Hành hiểu ra, trong lòng mừng như điên, tò mò hỏi, đại ca, đao pháp của huynh luyện tới cảnh giới nào rồi? Đinh Chí Cương cười nói, trước 30 tuổi, ta luôn kiên trì tu luyện đao pháp, chỉ tiếc là ta không có thiên phú, tu vi giữ nguyên ở đại mãn cảnh hậu kỳ. Về sau tuổi tác càng cao, thực lực càng khó tăng lên, dần dần ta chỉ đành hài lòng với hiện trạng. Phương Tri Hành lập tức hiểu rõ. Tu vi của Đinh Chí Cương quả thật không phải là nhất cầm cảnh, nếu như hắn không nói dối. Không bao lâu, Đinh Chí Cương lấy một bản đao phổ, trang bìa đã ố vàng cũ mềm, chân trang nhiều chỗ còn bị hư hỏng. Phương Tri Hành không thể chờ đợi, lật đao phổ ra xem. Chiến kỳ đao thập tam thức chia làm, chặt, chẻ, bổ, chặt, cắt, chọc, đâm, quấn, tạc, cản, trượt. Tu luyện đến tầng thứ nhất viên mãn, kỹ năng bộc phát thức tỉnh có thể rất đa dạng, kỹ năng bộc phát có danh tiếng khá lớn, ví dụ, đang đao phó hội, tiên nhân chỉ lộ, hoành tảo liên hoàng phách. Vân vân. Tu luyện đến tầng thứ ba viên mãn có thể có càng nhiều kỹ năng bộc phát thức tỉnh, muôn hình vạn trạng, không chỉ một loại. Điều kiện đạt được chiến kỳ đao thập tam thức tầng thứ nhất viên mãn, một, đọc đao phổ, một lần, đã chuẩn bị, có hoàn thành hay không? Ồ, chỉ có một điều kiện, Phương Tri Hành mừng thầm. Cũng đúng, cậu đã nhân đao hợp nhất từ lâu, chiêu thức đao pháp cấp thấp, cậu chỉ cần nhìn một lần là có thể học được có trong một ý niệm, Phương Tri Hành chỉ cảm thấy đầu truyền đến một cơn đau đớn. Số lượng lớn ký ức và cảm ngộ về tu luyện chiến kỳ đao thập tam thức giống như thủy triều tràn vào đầu cậu. Giây lát sau, Phương Tri Hành thở ra một hơi dài. Cậu đã triệt để nắm giữ chiến kỳ đao thập tam thức tầng thứ nhất, có thể tùy ý sử dụng. Chiến kỳ đao thập tam thức tầng thứ nhất viên mãn. Kỹ năng bộc phát đan đao trực nhập, level một. Sau khi ngươi khóa chặt mục tiêu và dùng đao đâm đối phương, ngươi sẽ nhận được bột phát gia tốc tức thời, cho phép đao của ngươi xuyên qua thân thể mục tiêu với tốc độ gấp đôi lúc đầu. Chiến kỳ đao thập tam thức tầng thứ ba điều kiện mắc cấp 1, tu luyện tầng thứ nhất đến viên mãn, đã hoàn thành. 2. Xem người khác diễn luyện đao pháp tầng thứ hai, ba lượt, chưa hoàn thành. 3. Luận bàn đao pháp với võ giả đại mãn cảnh, hai lần, chưa hoàn thành. Tốt quá rồi, điều kiện mắc cấp của tầng thứ ba cũng hiện ra rồi, chỉ là Phương Tri Hành vô cùng kinh ngạc, điều kiện hai rất dễ hoàn thành, nhưng điều kiện thứ ba thì hơi kỳ lạ. Chỉ luận bàn đao pháp với người ta là được. Không cần chiến thắng hoặc đánh chết đối phương ư. Trước tiên cứ kệ nó, Phương Tri Hành ngẩng đầu, cười nói, Đinh Đại Ca, Huynh có thể diễn luyện đao pháp vài lần cho ta xem một chút được không? Đinh Chí Cương mỉm cười nói, được chứ, ta cũng đang muốn hoạt động gân cốt một chút. Hắn cầm đao bước ra sân, đồ nghịch thanh đại đao, say sư thi triển từng thức đao pháp. Trong lúc nhất thời, bóng người tung bay trong sân, bụi đất mù mịt, ánh đao lạnh thấu xương, làm cho người ta hoa mắt, tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng. Hai, xem người khác diễn luyện đao pháp tầng thứ hai, ba lượt, đã hoàn thành. Phương Tri Hành nhếch khóe miệng, vui mừng quá đổi, đứng lên nói, Đinh Đại Ca, chúng ta thử đấu chút đi. Đinh Chí Cương mồ hôi đầm đìa, cười nói, thử chút thì được, có điều đao kiếm không có mắt, lão đệ phải cẩn thận đó. Phương Tri Hành hơi áp chế sức mạnh, vung đại hoàng đao, vọt lên, lúc tới gần, trái bổ phải chặt. Đến hay lắm. Đinh Chí Cương ung dung, không vội tiếp chiêu, di chuyển xung quanh rồi mới trả đòn. Thân pháp Phương Tri Hành không hề thua kém, lợi dụng bước chân của Đinh Chí Cương cuốn lấy và lôi kéo, đao pháp cũng như nước chảy mây trôi thuần thục và gọn gàng khá lắm lão đệ đinh chí cương giật mình lập tức hắn đoán đao pháp của phương trí hành ít nhất phải đạt đến quán lực cảnh viên mãn chỉ cao hơn chứ không thấp có điều vẫn còn non lắm đinh chí cương bỗng nhiên phát lực đao càng sắc bén trường đao vung trong tay như hổ hổ sinh phong xuất thần nhập hóa ken đinh chí cương chấp thời cơ khi lưỡi đao va chạm con dao trong tay phương tri hành bị văng ra ngoài ta thua rồi phương tri hành khẽ than miệng hổ đau âm ỉ nhưng kết quả này không có gì đáng bất ngờ chỉ riêng đao pháp đinh chí cương đúng là hơn hẳn một bậc phương tri hành lập tức thể hiện ra dáng vẻ thán phục sùng bái đao pháp của đại ca phi phàm vô song tiểu đệ cam bái hạ phong ha ha lão đệ chớ khiêm tốn đinh chí cương đắc ý vạn phần vô cùng vui vẻ thoải mái nói, để tiếp tục tu luyện vài năm nữa, nhất định sẽ vượt qua ta thôi. Phương Tri Hành vội liếc mắt nhìn giao diện hệ thống. 3, luận bàn đao pháp với võ giả đại mãn cảnh, 2 lần, 1 phần 2. Ta thua rồi nhưng cũng xem như đã hoàn thành một lần luận bàn. Phương Tri Hành lập tức sáng tỏ. Mặt khác, yêu cầu là luận bàn hai lần với võ giả đại mãn cảnh nhưng không có quy định chỉ tìm một người luận bàn là được hay là bắt buộc phải tìm hai đao khách đại mãn cảnh để luận bàn ý niệm lóe lên phương tri hành cười ha ha nói đại ca để ta nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta lại luyện thêm được để cứ việc tới đi đinh chí cương cũng chưa thỏa mãn hắn tỏ ra rất thích thú muốn cho phương tri hành biết thực lực của mình mạnh đến mức nào chờ một lúc hai người lại cùng nhau giao đấu tùy ý chặt chém khí thế oai hùng tiếng lưỡi đao va chạm nối tiếp nhau vang lên lá trên cây đại thụ trong sân rơi rụng như mưa gần như trụi lũi kết quả phương tri hành lần nữa bại trận quần áo còn bị lủng mấy lỗ lão đê đã phục chưa đinh chí cương phải gọi là cực đắc ý mặt mày hớn hở vừa rồi hắn đã nương tay lắm rồi nếu không phương tri hành đã sớm chết dưới tay hắn mấy lần rồi đại ca huynh thật đáng gờm Phương Tri Hành không tiếc lời ca ngợi, khen tới tấp. Nhưng trên thực tế, sự chú ý của cậu đặt hết vào màn hình ở đáy mắt. 3. Luận bàn đao pháp với võ giả đại mãn cảnh, hai lần đã hoàn thành. Chiến kỳ đao thập tam thức tầng thứ 3, đã hoàn thành điều kiện mắc cấp có thăng cấp hay không? Trong tích tắc này, nhịp tim Phương Tri Hành bất giác đập nhanh hơn, sự vui vẻ trong lòng tràn đầy không cách nào hình dung nổi. Quá dễ dàng. Không phải chứ, vậy là hoàn thành rồi à tế cẩu kinh ngạc không gì sánh nổi cứ như vậy phương tri hành đã thuần thục đao pháp đại mãn cảnh chưa đầy một chén trà đã xử xong rồi nhanh quá vậy phương tri hành cười truyền âm cái này gọi là mạnh như thác đổ tao lấy thực lực đại mãn cảnh thu luyện đao pháp nước chảy thành sông không hề khó khăn tế cẩu liên tục tặc lưỡi đột nhiên kích động nói mau mau nhanh thăng cấp nó cũng không thể chờ đợi muốn cùng thăng cấp, Phương Tri Hành thở vào, bình ổn nhịp tim, sau đó cười nói với Đinh Chí Cương, "Đại ca, ta đi nhà xí một chút." "Được, nhà xí ở bên kia." Đinh Chí Cương đưa tay chỉ. Phương Tri Hành bước nhanh, rời khỏi tầm mắt của Đinh Chí Cương. Ngay lúc này, cậu khẽ động tinh thần. "Thăng cấp." Chỉ một thoáng, Phương Tri Hành cảm thấy đầu mình lại sưng lên, kèm theo đó là một cơn đau nhói. Nhưng ngay sau đó, cậu tiến vào một kiểu trạng thái huyễn hoặc khó hiểu, tựa như nằm mơ vậy. Trong giấc mơ, ngày qua ngày cậu khổ luyện chiến kỳ đao thập tam thức giống như một mảnh sĩ thiết huyết nam chinh bắc chiến, trong quá trình chém giết ma luyện đao pháp của mình. Thời gian dần qua, lĩnh ngộ của cậu đối với chiến kỳ đao thập tam thức ngày càng khắc sâu, đao pháp càng thuần thục, đạt đến tình trạng lò lửa thuần thanh. Nam Nhi nhiệt huyết, một người một đao có thể lấy đầu của một vị tướng trong hàng trăm vạn quân, giống như lấy đồ từ trong túi ra kỳ thực hết thảy sự việc chỉ diễn ra trong nháy mắt phương tri hành mắt mờ đi trong giây lát nhưng rất nhanh đã thấy lại được ánh sáng cậu cảm nhận thân thể mình cơ thể cường tráng do tu luyện thiết sơn công đã có những thay đổi tinh tế cơ bắp của cậu trở nên săn chắc hơn đặc biệt là cơ bắp ở cánh tay đùi và eo ngày càng tráng kiện hơn đồng thời cơ bắp của một vài bộ phận khác lại gầy đi một chút khiến cho đường công cơ bắp cả người cậu càng thêm sắc nét, giống như một con dao sắp rút vỏ ra để giết người. Đương nhiên, những thay đổi rất nhỏ này đều bị che đậy bởi trang phục, người ngoài rất khó nhận ra. Chiến kỳ đao thập tam thức tầng thứ ba viên mãn. Kỹ năng bộc phát, đang đao trực nhập, level 2, kỹ năng bộc phát, tha trảm đao, level 2, kỹ năng bộc phát, thập tự hoa trảm, level 2, phù. Phương tri hành thở ra hơi thật dài, tiếp đó tâm tình trong người lập tức vui vẻ vạn phần. Quá tốt rồi, có ba kỹ năng bộc phát là đao pháp cấp 2. Phương Tri Hành vui mừng quá đổi, suy nghĩ của cậu thật chính xác. Chỉ cần tìm kiếm một môn đao pháp là có thể nhanh chóng tăng thực lực lên không ít. Sức mạnh tăng lên không đặc biệt lớn, vẫn là đại mãn cảnh viên mãn, nhưng kỹ năng chiến đấu của cậu rõ ràng đã tiến bộ, năng lực thực chiến cũng dần tăng lên. Chết tiệt, chuyện gì vậy? tế cẩu đột nhiên hét ầm lên sao tao không có bất kỳ thay đổi nào một chút thăng cấp cũng không có vậy phương tri hành nhìn sang giao diện hệ thống của tế cẩu nó vẫn y như lúc đầu có năm mạng cậu suy nghĩ một chút phân tích thách tràng buộc của mày là đồng bộ nâng cao đồng bộ ở đây có lẽ là chỉ đồng bộ cảnh giới hoặc sức mạnh của tao dù tao liên tiếp thăng cấp hai lần nhưng cảnh giới tu hành của tao trên thực tế vẫn không thay đổi nên mày cũng không có tiện nghi để chiếm Tế cẩu trợn mắt nói, vải trưởng, vậy chẳng khác nào nói chỉ cần mày một ngày không thăng cấp cảnh giới thì tao sẽ luôn dậm chân tại chỗ à. Phương Tri Hành cười nhạo nói, mày đã từng nghe qua câu, gà chó lên trời, chưa? Tao còn chưa lên trời được mà mày còn muốn thăng thiên. Mơ đi con. Tế cẩu lập tức hạn hán lời. Nó không phục, nó muốn vượt qua Phương Tri Hành, đạp cậu dưới chân chó của mình, để nó hát vang bài ca chinh phục hát về sự cô đơn khi vô địch. Không đúng, ở đây nhất định có bất, chỉ là tao chưa phát hiện ra thôi. Tế cẩu nhìn giáo giác. Một lát sau, Phương Tri Hành quay trở lại, ngồi xuống uống trà. Cậu nghiêm sắc mặt, lên tiếng, đại ca, ta có chuyện muốn thương lượng với huynh. Đinh Chí Cương cũng uống trà, cười nói, đệ cứ nói. Phương Tri Hành kể lại đầu đuôi ngọn ngành chuyện mình bị tập kích. Cái gì, có người muốn giết đệ. Sau khi nghe xong, sắc mặt Đinh Chí Cương thay đổi mạnh, giận dữ đập bàn, chửi ầm lên, bọn nổi loạn này đúng là to gan lớn mật, dám chạy đến thành nội dương oai, thật không để tổng bộ đầu ta đây vào mắt mà. Phương Tri Hành gật đầu, mắng theo, đúng đúng, một lũ chó má. Tế cẩu nhìn trái ngó phải. Đinh Chí Cương ngẫm nghĩ, kinh ngạc nói, việc này hơi kỳ lạ, lão đệ vừa ra khỏi cửa liền bị người ta để mắt tới, chứng tỏ vẫn luôn có người đang giám sát đệ. Phương Tri Hành vội nói, "Ta cũng nghĩ vậy nhưng lại không hiểu rõ về những người trong nha môn, hy vọng đại ca có thể giúp ta điều tra." "Đại ca nhất định sẽ bảo kê đệ." Đinh Chí Cương vỗ ngực, nghiêm túc nói, "Có điều, đây cũng không phải việc nhỏ, cần phải báo lên huyện lệnh đại nhân." "Đi thôi, chúng ta cùng đi báo cáo." Hai người một chó nhanh chóng trời đi, cưỡi ngựa chạy tới nha môn, cầu kiến La Bồi Vân. "Vào đi." Trong thư phòng la bội vân đang xử lý công vụ ông dục văn đứng bên cạnh hầu hạ la bội vân ngước mắt lên thấy phương tri hành và đinh chí cương ông kinh ngạc hỏi có chuyện gì phương tri hành thuộc lại mọi chuyện vừa kể xong đinh chí cương lập tức nói thuộc hạ thất trách không ngờ bọn nổi loạn đã lẻn vào trong thành xin đại nhân hãy trách phạt la bội vân không thay đổi vẻ mặt ngón tay gõ lên mặt bàn hỏi lại tức là hai người các ngươi cho rằng bên trong nha môn có gian tế, đúng không? Đinh Chí Cương gật đầu nói, từ cuộc đụng độ của phương giáo đầu đã chứng tỏ bên trong nha môn nhất định có gian tế đang ẩn núp. La Bồi Vân gật đầu, hơi trầm mặt, dò hỏi, ngươi có cách nào tra ra gian tế hoặc là bắt được tạc nhân tập kích phương giáo đầu không? Đinh Chí Cương đã sớm chuẩn bị trước, hoặc là nói lúc trước hắn đã gặp phải những chuyện tương tự nên đã có biện pháp ứng đối từ lâu. Hắn đáp, bẩm đại nhân thuộc hạ đề nghị dụ rắn ra khỏi hang mục đích của phản tặc là giết chết phương giáo đầu nếu như thế chúng ta có thể để phương giáo đầu cố ý đi lại bên ngoài dẫn dụ tặc nhân đến ám sát một khi bọn họ xuất hiện chúng ta có thể một mẻ hốt gọn bọn họ la bồi vân hỏi ngược ngươi có chắc đảm bảo trong các thủ hạ của mình không có gian tế không mưu sự không bí mật ngược lại sẽ rất phiền phức đinh chí cương sợ hãi cúi đầu nói thuộc hạ ngu dốt La Bồi Vân thản nhiên nói, có điều, cách của ngươi cũng đáng để thử một lần. Ông ta nhìn về phía Phương Tri Hành, Phương giáo đầu, ngươi nguyện ý thử làm mồi nhữ một lần không? Phương Tri Hành nghiêm sắc mặt nói, ti chức nguyện vì đại nhân xông pha khói lửa, không chối từ. Tốt! La Bồi Vân hài lòng mỉm cười, gật đầu nói, ngươi biết hàm hương lâu chứ, bắt đầu từ tối nay trở đi, ngươi đi hàm hương lâu chơi đùa, cứ vui chơi thỏa thích. Hàm hương lâu, Thanh lâu kỹ viện, Phương Tri Hành chớp mắt đáp, đại nhân, dù ti chức lãnh hai phần lương tháng nhưng ti chức nghe nói nơi như hàm hương lâu là động tiêu tiền, chơi một buổi tối cũng tốn hơn vài ngàn. Lời còn chưa nói hết, La Bồi Vân liền cắt ngang, mọi chi phí ta đều trả cho ngươi. Phương Tri Hành lập tức mừng rỡ, vội nói, đa tạ đại nhân hậu ái. Mặt đinh chí cương giật giật, ghen tị. Hai người từ trong thư phòng bước ra. Đinh Chí Cương nhịn không được tặc lưỡi nói, lão đệ, về việc dùng công khoản đi chơi gái, đệ là người giỏi nhất huyện thành Khánh Lâm chúng ta đấy. Phương Tri Hành chững chạc đàng hoàng nói, đại ca, ta đang thi hành mệnh lệnh của đại nhân, hy sinh tấm thân trong sạch này chứ không phải ra ngoài chơi bời không, huynh tuyệt đối đừng làm bại hoại thanh danh của ta. Khóe miệng Đinh Chí Cương co giật, giơ ngón tay cái lên, tháng phục, đệ thanh cao, đệ không tầm thường. Hắn cứ thế bỏ đi phương tri hành trở về biệt viện của mình trên đường tế cẩu kích động hỏi mày thật sự muốn đi thanh lâu à phương tri hành trợn trắng mắt tức giận nói tao đi thanh lâu mày kích động cái méo gì tế cẩu cười đều nói ai kích động chứ tao chỉ thuần túy tò mò về thanh lâu ở thế giới này ra sao thôi phương tri hành nhếch khóe miệng thành một đường công ngoạn vị đáp tò mò chứ gì đi tối dẫn mày đi ngắm sự đời nhán cái đã đến chạng vạn Phương Tri Hành cưỡi ngựa rời khỏi nha môn, tế cẩu mừng rỡ chạy phía trước. Một người một chó băng đường phố qua ngõ hẻm, rất nhanh đã đến phố Bình An phùng hoa náo nhiệt nhất trong thành. Con đường này không giống với nơi khác, hơn 20 tòa lầu các đình viện, tất cả đều là pháo hoa liễu ngõ. Màn đêm vừa buông xuống, đèn đuốc sáng trưng, đèn lồng văng đầy khắp lối. Phương Tri Hành xuống ngựa, buộc con ngựa trắng của mình tại khu dừng xe. Phóng tầm mắt nhìn, Trời còn chưa tối hẳn nhưng khu dừng xe đã có rất nhiều xe ngựa đậu, ít nhất phải hơn trăm chiếc. Tế Cẩu tặc lưỡi mãi thôi, khinh bỉ nói, xem kìa, mẹ nó, kẻ có tiền thật sung sướng, cứ đến tối là chạy tới đây, chẳng lẽ bọn họ không biết rằng ngoài thành có rất nhiều nạn dân đang đói ăn mặc rách à. Phương Tri hành cao mày nói, đừng ganh tị nữa, người ta vừa có địa vị vừa có thực lực lại có tiền, hưởng thụ một chút thì thế nào. Tế Cẩu gừ gừ lạnh lùng chế dẻo tao thấy là mày muốn hưởng thụ thì có phương tri hành nghiêm túc nói tao đang thi hành nhiệm vụ bắt buộc phải nhanh chóng diệt trừ kẻ muốn giết tao nếu không tao không có cách nào rời khỏi huyện thành và đến cấm khu săn giết dị thú được tế cẩu nghĩ lại thì thấy cũng đúng vào thời khắc bị nhóm phản phỉ cướp sông nhắm tới cho dù là ai cũng không thể yên tâm đến cấm khu càng nguy hiểm hơn lúc này Tế cậu chú ý đến đèn lồng văn đầy đường, thế mà lại có hai màu khác nhau. Một loại là đèn lồng đỏ, một loại khác là đèn lồng xanh. Những cái đèn lồng xanh đỏ này có nghĩa là gì? Tế cậu hỏi. Phương Tri Hành nào hiểu được mấy cái này, có điều cậu cũng rất tò mò, thế là chặn một người đi đường hỏi thăm. Nhà nào có treo đèn lồng xanh tức là đang rảnh rỗi, có thể tiếp khách. Nhà có treo đèn lồng đỏ có nghĩa là đang tiếp khách ở trong hoặc là đã đủ khách không còn gian phòng dư nào nữa. Người qua đường quen đường quen cửa giới thiệu. Phương Tri Hành kinh ngạc, lòng hiếu kỳ được thỏa mãn. Không bao lâu, hai người họ đi đến trước một tòa lầu náo nhiệt nhất, diện tích rất lớn, lầu cao ba tầng. Chính là Hàm Hương Lâu. Nói chính xác thì Hàm Hương Lâu không phải kỹ viện mà là gánh hát, nơi này phần lớn là các kỹ nghệ nhân am hiểu ca múa, bề ngoài chỉ bán nghệ không bán thân. Đương nhiên, đấy chỉ là bề ngoài hoan nghênh đại gia, mời đại gia vào trong. Ai y o, đây chẳng phải là lưu công tử à, mong ngài đến mỏi mắt luôn hà, các cô nương đều nhớ ngài muốn chết. Tú bà đứng trước cổng chính, nhiệt tình chào mời mỗi vị khách quen và khách mới. Đột nhiên, tú bà chú ý đến phương tri hành, mang đao, lại còn dẫn một con chó theo, vô cùng bắt mắt, rất khó bỏ qua. Vị tiểu gia này trông hơi lạ mặt, lần đê tới đây à, Tú bà xác nhận rằng lúc trước mình chưa gặp qua Phương Tri Hành. Ừm, lần đầu ta đến đây. Phương Tri Hành bật cười thành tiếng, rồi lộ ra vẻ kiêu ngạo, lớn giọng, có điều, chắc hẳn ngươi đã nghe danh hào của ta. Tú bà thay đổi sắc mặt, kinh ngạc nói, xin hỏi tôn tính đại danh của tiểu gia. Phương Tri Hành vén áo ngoài lên để lộ ra hai miếng lệnh bài. Tú bà cúi đầu nhìn, lập tức nín thở, hét to, ôi trời, Hóa ra ngài chính là giáo đầu cung binh tân nhiệm, hồng nhân trước mặt huyện lệnh đại nhân, phương tri hành đại gia. Phương tri hành cười ha ha, nói: xem như ngươi tin mắt, đúng vậy, ta chính là phương tri hành. Lời này vừa nói ra, đám đông nhao nhao ghé mắt. Tiếng tâm của phương tri hành đã sớm truyền khắp phố lớn nhỏ nhỏ, tất cả mọi người đều rất tò mò dáng vẻ của cậu trông như thế nào. Ngay lập tức, mọi người không khỏi vây lại xem, bàn tán xôn xao. Tú bà không khỏi kích động, kéo cánh tay Phương Tri Hành, mặt nở nụ cười tươi rói, nhiệt tình nói: "Phương đại gia, ngài đúng là khách quý, mời vào trong." Phương Tri Hành cất bước đi vào trong, hỏi: "Ở chỗ các ngươi, cô nương nào nổi tiếng nhất?" Tú bà đáp: "Đương nhiên là Hoa Khôi, Tố nương, cầm nghệ của cô ấy phải nói là trên cả tuyệt vời, ca hát nhảy múa đều giỏi." Phương Tri Hành gật đầu nói: "Tốt, đêm nay để cô ấy hầu ta." Chuyện này Tú bà lộ vẻ khó xử, cười khổ nói, tố nương thường tự chọn khách nhân để hầu hạ, khách nhân nào không lọt vào mắt cô ấy thì sẽ không bước qua được cửa phòng cô. Với lại, đêm nay tố nương đã có hẹn rồi. Phương Tri hành liếc mắt cười lạnh, móc ra một viên đậu vàng vứt cho tú bà, cười nói, mau đi giúp ta hỏi thử. Vâng. Tú bà vui mừng như điên, cầm đậu vàng, cười đến mức nhánh hoa rung rẩy, công môn chạy lên lầu ba phương tri hành đứng trong đại sảnh xung quanh người đến người đi hai bên bày từng bàn rượu cảnh tượng vô cùng ồn ào đại gia ngài uống đi trước bàn rượu có một thiếu nữ trang điểm đậm ăn mặc đơn giản ngồi trong vòng tay của một ông lão trâu hoa râm uống rượu với ông lão ông lão rất hưởng thụ ăn chơi phè phỡn bàn tay ông dở trò cảnh này làm tế cẩu muốn ê răng khinh bỉ nói già dâm dê a phi Phương Tri hành cười khẩy nói, xem thường ai đấy. Ông ta là già dâm dê thì mày cũng là đồ dâm dê à? Cái rắm nè. Tế Cẩu bất mãn nói, không được dùng từ dâm dê với tao nghe chưa? Tao theo đuổi gái, tán gái không phải vì tao thèm thân thể của bọn họ, mà là vì tao có thể an ủi trái tim cô đơn của họ và chăm sóc cảm xúc trống rỗng của họ. Phương Tri hành cười nói, io io io, không nhìn ra mày cũng là một chuyên gia tình cảm đó, thằng chó tế cẩu trợn trắng mắt, cái loại máy móc không có tình cảm như mày, ngoại trừ học giỏi, làm trò ngoan trong mắt các giáo viên ra thì hiểu cái méo gì. Trong lúc cãi cọ, Phương Tri hành chợt nghe một trận huyên náo từ cổng truyền đến, nghiêng đầu nhìn lại, hàng mày bất giác nhướng lên. Chỉ thấy La Khắc Chiêu dẫn theo vài công tử ca, nghênh ngang tiến vào. Đám người xôn xao nhiệt tình chào hỏi, hiển nhiên là Khắc Chiêu là khách quen ở nơi này, thường xuyên đến chơi. Bên cạnh La Khắc Chiêu còn có một thanh niên tuấn Mỹ, đường nét thanh tú, dáng người yêu kiều, khuôn mặt trắng nõn, không có ít hầu, vừa nhìn đã có thể nhận ra cô ta là nữ giả nam trang. Phương Tri Hành đang thi hành nhiệm vụ, không muốn treo chọc La Khắc Chiêu, yên lặng lui qua một bên. Đúng lúc này, Tú bà từ trên lầu hấp tấp chạy xuống, la lớn, Phương Đại Gia, Tố Nương có lời mời. Chỉ một thoáng, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn chăm chú Phương Tri Hành khóe miệng Phương Tri Hành co giật. Nhưng mà, kịch vẫn phải tiếp tục diễn. Cậu kiêu ngạo cười, cố ý lớn tiếng reo lên, ha ha, tố nương đúng là người có nhãn lực, hiểu được thưởng thức cái gì là nam nhân thật sự. Tú bà cười làm lành nói, Phương Đại Gia, mời lên lầu ba. Đợi đã. Đột nhiên, la khắc chiêu hô lớn, ngoắt tay nói, Tú bà, lăn qua đây. Tú bà quay đầu nhìn lại, nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ y o la nhị công tử ngài tới rồi tú bà lập tức phản ứng lại kéo ra nụ cười càng thêm sáng lạn bà ta vẫy khăn tay lắc không chạy qua cúi đầu không lưng nói la nhị công tử mấy ngày ngài không tới rồi đó ta còn tưởng rằng đêm nay ngài cũng không đến Hay, không phải ta không muốn đến thật sự là chuyện phiền lòng quá nhiều không tới được la khắc chiêu buồn bực lúc nói lời này gã lạnh lùng trừng mắt nhìn phương tri hành trong mắt tràn đầy chán ghét. Rất hiển nhiên, chuyện phiền lòng mà gã nhắc tới có quan hệ rất lớn với Phương Tri Hành. Tố nương đâu, ta muốn nghe cô ấy gãy một khúc can trường đoạn, thuận tiện giới thiệu một người bạn mới cho cô ấy quen. La Khắc Chiêu nói xong, nghiêng đầu ý bảo nữ giả nam trang bên cạnh, sau đó cúi đầu nói thầm vài câu vào tai tú bà. Sắc mặt tú bà biến đổi, nhìn thật sâu nữ giả nam trang kia, không biết tại sao trong mắt chợt xuất hiện vẻ kính sợ to lớn không bao lâu, tú bà xoay người, chạy như bay lên lầu. Mọi người thấy vậy, không nhịn được đánh giá nữ giả nam trang kia, đều tò mò thân phận của nàng. Tế cậu cũng ngạc nhiên muốn chết, truyền âm đến, con quỷ nhỏ này đi dạo gánh hát, cũng biết chơi ghê. Em không phải là lết đâu nhỉ. Phương Tri Hành nhíu mày, đột nhiên đi qua, chắp tay hành lễ nói, bái kiến nhị công tử. La Khắc Chiêu liếc nhìn Phương Tri Hành, cười lạnh nói, phương giáo đầu thật lịch sự tao nhã nha, người mới vừa lên chức đã đến gánh hát chơi đùa rồi. Trên mặt phương tri hành lộ nụ cười, đứng đắn nói, từ nhỏ ti chức đã đam mê khúc nghệ, hôm nay chỉ muốn đến nơi này nghe tiểu khúc, hung đúc một chút tình cảm. Phi phi. Lời này vừa nói ra, nữ giả nam trang kia buồn cười, liền cười sặc. Nụ cười này không kiên nể gì, mang theo một loại ý tứ trào phúng không thèm che giấu. Phương Tri Hành nhân cơ hội hỏi, nhị công tử vị này là la khắc chiêu khoanh tay cười lạnh nói cô ấy là một vị quý nhân thân phận tạm thời giữ bí mật không phải ai cũng có tư cách biết vài vị công tử ca khác đều phụ họa nói đúng 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 thân phận giữ bí mật phương tri hành không khỏi cẩn thận đánh giá nữ giả nam trang ngũ quan tinh xảo làn da mềm mại dung mạo thật xuất chúng thậm chí có thể nói cô là người xinh đẹp nhất trong tất cả nữ nhân mà phương tri hành gặp qua được rồi, các ngươi đừng ở đây hù dọa người. Nữ giả nam trang bỗng nhiên mở miệng, cười nhẹ nhàng với Phương Tri Hành nói, ta họ la, tên Thiên Thiên, nếu luận bối phận, la khắc chiêu là thúc phụ của ta. La Thiên Thiên Phương Tri Hành rùng mình, cô ta là con gái của quận trưởng đại nhân. La hướng bằng từng nhắc tới cô ta, nói Thiên Thiên tỷ tặng cậu ta một con mèo trắng, chính là con bị tế cậu cắn chết. Tâm tư Phương Tri Hành linh hoạt, nhưng không lôi kéo quan hệ lung tung làm bộ chưa từng có nghe nói về cô ta dù sao la khắc hoành la hướng bằng có thể đều đã chết cho dù bọn họ còn sống cũng đã không còn chút tác dụng với phương tri hành phương tri hành cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với bọn họ nữa vì thế cậu biểu hiện ra dáng vẻ cung kính để phục chắp tay nói bái kiến thiên thiên tiểu thư thất kính thất kính la thiên thiên chỉ ừ rồi gật đầu như một phép lịch sự nghiễm nhiên là tư thái của người ở trên cao, không để ý tới phương tri hành. Nhưng La Thiên Thiên đột nhiên cúi đầu, nhìn tế cẩu ngồi sổng trước mặt cô ta, hai tròng mắt hơi trừng lớn, kinh ngạc nói, đây là chó ngươi nuôi á. Phương Tri Hành trả lời, đúng vậy. La Thiên Thiên ngồi sổng xuống, nhìn kỹ, đột nhiên kinh ngạc hô to, các ngươi xem nè, nó không phải con chó bình thường, dường như là một con liệp lang đó. Cái gì, sói? sắc mặt mấy người la khắc chiêu biến đổi, đều cúi đầu quan sát kỹ, một đám người vừa ngạc nhiên vừa tò mò, cũng có người sợ hãi lui ra phía sau vài bước, sợ bị cắn trúng. La Thiên Thiên ngẩng đầu, nhìn Phương Tri Hành kinh ngạc nói, Liệp Lan không phải chó, chúng nó trời sinh bướng bỉnh, nuôi không quen, sớm hay muộn sẽ cắn lại chủ nhân. Lá gan của ngươi thật không nhỏ, dám nuôi loại sói mắt trắng này. Nghe xong lời này, biểu cảm trên mặt Phương Tri Hành nháy mắt trở nên vô cùng phấn khích. Tế cẩu nhất thời nóng nảy, gầm nhẹ nói, đệt mở con mẹ nó, mày mới là sói mắt trắng, cả nhà mày đều là sói mắt trắng, VL. Mắng thật sự khó nghe, chỉ tiếc, tất cả lời nói của nó đều là gâu gâu gâu, trừ Phương Tri Hành, không ai có thể nghe hiểu được. Lúc này, tú bà từ trên lầu đi như bay xuống dưới, lau mồ hôi như hạt châu trên trán, cười làm lành nói, la nhị công tử, Phương đại gia còn có mấy vị gia này, tố nương cho mời. Mọi người nhìn nhau, toàn bộ lục tục đi lên lầu. Đi vào phòng riêng lớn nhất lầu 3. Phương Tri hành bước vào cửa, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là trên mặt đất trải một lớp thảm lông tơ rất dày, màu sắc tươi đẹp, nở rộ những đóa hoa cúc màu vàng. Cuối thảm bị một tấm rèm thủy tinh ngăn cách. Sau tấm rèm dựng một bức bình phong sa mỏng bán trong suốt. Trong ngọn đèn dầu lay động, sau bình phong hiện lên một hình phát họa mê người dáng người uyển chuyển linh động duyên dáng thước tha chỉ nhìn thấy bóng dáng của người đó cũng đã khiến người ta miên man bất định hận không thể xông vào để quan sát dung nhan thật một thị nữ đi ra trên mặt có hai má lúng đồng tiền đáng yêu nụ cười cực kỳ ngọt chỉnh đốn trang phục hàng lễ nói hoan nghênh chư vị khách quý mời ngồi mọi người ngồi xuống thị nữ bưng tới trà nóng đồ ăn nhẹ và mâm hoa quả tú bà cũng đi vào phòng riêng dẫn vào rất nhiều kỹ nữ xinh đẹp tất cả đều là cô nương trẻ tuổi các cô nương hầu hạ cho chu đáo tú bà hét to đến đây một đám kỹ nữ lập tức tản ra ai nấy đều đi đến một vị khách đứng bên cạnh bọn họ bưng trà rót rượu nhiệt tình hầu hạ một cô nương trẻ tuổi da trắng xinh đẹp đi tới bên cạnh phương tri hành trên người cô ta đầy mùi son phấn, mùi thơm phun ra trong miệng xông vào mũi. Đại gia, nô gia tên Tiểu Hồi Hương, ta đến hầu hạ ngài có được không? Cô ta cười nói. Phương Tri hành liếc Tiểu Hồi Hương, vẻ ngoài cũng tạm, dáng người cũng đẹp, cậu gật đầu cười nói, được. Sau đó cậu liếc La Thiên Thiên bên kia. Từ thật, La Thiên Thiên cầm cây quạt trong tay, không coi ai ra gì gãy cầm một cô nương, còn không ngừng đùa giỡn người ta. Cảnh tượng này, mấy công tử ca nhìn đến trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, ánh mắt tỏa sáng, rất nóng vội. Các vị khách quý, hoa nghênh quan lâm, xin cho phép thiếp thân gãy cho các ngài một khúc can trường đoạn, cầu phúc cho tất cả người chịu khổ chịu nạn trong thiên hạ. Bỗng nhiên, một giọng nói cực kỳ đẹp truyền đến, giống như hoa lan sinh ra trong sơn cốc, dịu dàng quyến rũ. Cô chính là Tố Nương, cô vừa mở miệng giống như có một loại ma lực khiến toàn bộ mọi người yên tĩnh lại, ai nấy đều vểnh tai nghe. Không ngờ vào lúc này, La Khắc Chiêu không nhịn được khoe khoang nói, ta từng nghe tiếng đàn của Tố Nương, rõ ràng và tươi sáng, dần dần tất cao, nghe được khiến tâm trạng người ta vui vẻ, cực kỳ thoải mái. Ánh mắt La Thiên Thiên nhìn chầm chầm đường nét phía sau bình phong, đột nhiên lạnh lùng nói, câm miệng, đừng quấy nhiễu ta nghe khúc. Biểu cảm La Khắc Chiêu cứng đờ, ngượng ngùng ngậm miệng, ngay cả rắm cũng không dám thả, thậm chí ngay cả tiếng hít thở của gã cũng cố ý hạ thấp xuống. Mấy vị công tử ca cũng căng thẳng, ngồi nghiêm chỉnh, không dám làm càng. Phương Tri Hành thấy vậy, truyền âm hỏi, mày đi ngửi mùi của bọn họ đi, thế nào? Tế cẩu trả lời, mày không đoán sai, La Khắc Chiêu là một cao thủ, mạnh hơn Lư An phủ đúc binh đường kia, nhưng mà... Tế cẩu nhìn chầm chầm La Thiên Thiên, lạnh giọng nói, ả thối hoắc này càng mạnh hơn, Tuyệt đối đừng coi thường ả, phương tri hành hiểu rõ, không khỏi hoàn toàn vực dậy tinh thần. Tiếng đàn từ từ truyền đến, ngay từ đầu giai điệu vô cùng áp lực, dường như là một khúc nhạc đau buồn, lộ ra đau khổ bi thương vô tận. Dần dần, giai điệu trở nên càng ngày càng hỗn loạn, tràn ngập nốt nhạc ngang ngược, giống như sóng to gió lớn thổi quét đến, cho người ta một cảm giác trời đất sụp đổ hít thở không thông. Nhưng ngay lúc khúc tiếng dần đến cao trào lại đột nhiên im bặt không chừa cho người ta không gian tưởng tượng vô hạn nào. Hay! La Thiên Thiên đột nhiên đứng lên, bột 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 nhiệt liệt vỗ tay. Hay hay hay! Khúc này chỉ ứng với trên trời có, nhân gian có thể được nghe thấy mấy lần. Mọi người cũng trầm trồ khen ngợi theo. Ngay cả Phương Tri Hành cũng không nhịn được tán thưởng. Tố nương có thể đánh đàn hay như vậy, phải được huấn luyện từ nhỏ, còn phải có thiên phú, người bình thường không đạt được trình độ cao này. Tố Nương là hoa khôi, hẳn không phải là người khác miễn cưỡng khen ngợi. Cô quả thật có chút bản lĩnh. Giây lát sau, thị nữ má lúng đồng tiền đi tới, cười nói với La Thiên Thiên, công tử Tố Nương mời ngài vào. La Thiên Thiên cười vui vẻ, sốt rèm lên, công khai bước vào. Đám người La Khắc chiêu đầy vẻ hâm mộ. Được rồi, chúng ta mạnh ai nấy chơi đi. La Khắc chiêu chào hỏi rồi nắm tay một người kỹ nữ, cứ thế bỏ đi mấy công tử ca cũng thế. Phương Tri Hành thấy vậy, dắt tay tiểu hồi hương, đi ra ngoài, tiến vào một căn phòng khác rồi đóng cửa lại. Tế cẩu theo phía sau, giật mình nói, Phương Tri Hành, mày muốn làm gì? Không phải chứ, không phải chứ, không phải mày muốn làm chuyện đó chứ. Khóe miệng Phương Tri Hành lệch qua một bên nói, cái gì mà chuyện này chuyện kia, tao cũng đâu phải tính nam thiện nữ gì, nhập gia tùy tục, chuyện nên làm cứ làm dập da tùy tục cái rắm. Tế cẩu vội vàng khuyên nhủ, mày bình tĩnh một chút, ngẫm lại tương lai của mày, giữ lại thân xác thuần dương, có thể giúp mày có cơ hội tu luyện rất nhiều thần công có yêu cầu đặc biệt, một khi phá thân, cái gì cũng hết. Chật, Phương Tri Hành không thèm để ý, tế cẩu lại nói, người phụ nữ này không phải người trong sạch, mày không muốn lần đầu tiên của mày với cô ta chứ. Phương Tri Hành nhún vai, tỏ vẻ không sao cả. Tế cẩu nóng nảy, kêu lên cô ta có thể có bệnh mày không sợ bị lây bệnh à phương tri hành càng thêm không sao cả dù sao lần sau hoàn thành điều kiện mắc cấp bất kỳ thương thế và bệnh tật nào trên người cậu sẽ được chữa trị thay thế trong nháy mắt tế cậu còn muốn nói gì nữa phương tri hành đã đá cho nó một cước bay ra ngoài cửa trầm cửa phòng đóng lại sáng sớm hôm sau tiếng ken két vang lên cửa mở phương tri hành đi ra vẻ mặt sảng khoái vô cùng thỏa mãn tế cẩu nằm bò ở cửa ngủ đột nhiên đứng lên một người một chó mắt to trừng mắt nhỏ phương tri hành mày khiến tao quá thất vọng tế cẩu lắc đầu tất cả trên mặt chó là vẻ khinh thường cực kỳ miệt thị phương tri hành cười ha ha cười nhạo nói thì ra làm đàn ông vui vẻ như vậy tế cẩu nổi giận nghe răng gầm nhẹ đắc ý cái rắm mẹ mày sớm muộn gì cũng chết trên bụng phụ nữ mày thì sao? hình như kiếp trước mày cũng chưa có cơ hội chết trên bụng phụ nữ đó. Phương Tri Hành cười ha ha, đi nghênh ngang. Tế Cậu tức giận, há miệng cắn nước rào trắng. Phương Tri Hành đi ra hàm Hương lâu, đi vào khu đậu xe. Cậu tìm được con ngựa trắng của mình ở trước chuồng ngựa. xoạt đống cỏ xanh bên cạnh chợt lật ra. Cỏ xanh rào rào đè xuống Phương Tri Hành. Đến rồi. Trong lòng Phương Tri Hành đã chuẩn bị từ sớm hai chân nhún xuống, thân thể lui mạnh về phía sau. Dường như đồng thời, một bóng dáng thấp lùn phía dưới đống cỏ xanh bỗng xông ra. Người đó mặc hắc y che mặt, cao không đến 1,6 mét, tứ chi lại cực kỳ tráng kiện, ngang nhiên xông tới phương tri hành, tốc độ cực nhanh. Kỹ năng bộc phát du long bộ. Hắc y nhân đột ngột xông lên nhưng không đi thẳng, mà là chợt vòng qua trái, rẽ qua phải, di chuyển không chừng, giống như một con du long khiến người ta hoa cả mắt trong nháy mắt hắn đã đi tới gần Phương Tri Hành quát lớn kỹ năng bộc phát bắt quái trưởng một trưởng gọi ra công chân như chảy bùn trưởng ảnh mơ hồ quỷ dị khó lường không thể nắm bắt trưởng phong sắc bén mang theo sức mạnh khiến người ta sợ hãi nhưng vẫn chưa xong Phương Tri Hành nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân một bước chân nặng nề dẫm lên mặt đất đang dùng tốc độ cực nhanh xông tới sau lưng cậu lúc này Phương Tri Hành vẫn cực kỳ bình tĩnh. Kỹ năng bộc phát, biến động thị lực. Đôi mắt sâu thăm thẳm của Phương Tri Hành trở nên sáng ngời, bắn ra hàng quang lạnh lẽo. Chỉ một thoáng, cậu thấy rõ ràng hắc y nhân, bắt được quỷ tích di động của hắn, khóa chặt chưởng của hắn. Vù, Phương Tri Hành rút đao ra khỏi vỏ, mũi đao chống trên mặt đất, kéo về phía trước, ma sát ra một tia điện, cuối cùng nghiêng lên trên. Kỹ năng bộc phát, tha trảm đao. Phì phì, mũi đao nghiêng lên chỉ không trung, một cánh tay phải rời khỏi thân thể, bay về giữa không trung, mang theo máu tươi bắn tung tóe. A. À, Hắc y nhân kêu thảm thiết, chợt ngừng lại, bắn ngược ra sau, sau khi dừng cách đó không xa, tay trái che chỗ cục tay máu chảy đầm đìa, máu tươi chiếu lên mặt đất. Đại Lang. Phía sau truyền đến tiếng thép chói tai, còn là giọng nói thô ráp của một nữ nhân, nghe hơi quen tai. Phương Tri Hành quay đầu nhìn quả nhiên chính là nữ nhân to lớn mặt hồng y vẫn đang che mặt. Ả à ta rõ ràng đã bị dọa, gấp gáp dừng bước, ngơ ngác nhìn hắc y nhân bị chém đứt cánh tay. Hắn là cao thủ, chạy mau, hắc y nhân hoảng sợ kêu to. Nói xong, hắn xoay người bỏ chạy. Nữ nhân to lớn mặt hồng y phục hồi tinh thần lại, cũng xoay người bỏ chạy. Phương Tri Hành thấy thế, hô lớn, bắt người. Sau tiếng la, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Bắt lấy phản tặc. Đinh Chí Cương xông ra từ một cái hẻm nhỏ hẹp u ám, phía sau dẫn theo một đám nha dịch. Cùng lúc đó, trong mấy ngõ nhỏ khác cũng có lượng lớn nha dịch lao tới. Chặn kính tám hướng, mai phục mười phía, Phương Tri Hành không lập tức đuổi theo, đầu tiên là dùng chân xóa dấu vết mũi đao kéo trên mặt đất, sau đó mới lần theo vết máu đuổi theo hắc y nhân bị thương. Vết máu lan thẳng về phía trước. Cuối cùng dừng ở một đầu ngõ. Hắc Y Nhân không chạy nữa. Chỉ thấy hắn ôm cánh tay cục máu chảy đầm đìa, thân thể giữa vách tường, bị một đám bộ binh mặc khôi giáp vây quanh, có chạy đằng trời. Người dẫn dắt bộ binh chính là Ôn Ngọc Đông. Lúc này hắn mang đầy đủ võ trang, tay cầm vũ khí tung hoành, nhìn chằm chằm Hắc Y Nhân, quát, đừng dãy dụa nữa, chỉ cần ngươi bó tay chịu trói, ta có thể cho ngươi một đường sống. Hắc Y Nhân thở dốc nặng nề, hai mắt điên cuồng, bỗng nhiên ngửa đầu cười to ba tiếng, nổi giận nói, cho ta một đường sống. Buồn cười. Đám cẩu nô tài môn việc các ngươi, từ khi nào thì cho bọn ta đường sống vậy? Các ngươi hiếp đáp dân chúng, cử lên đầu dân chúng tác quai tác quái, lúc các ngươi ăn uống no đủ tùy ý chơi bời, các ngươi có biết ngoài thành có bao nhiêu người chết đói không? Sắc mặt ôn ngọc đông âm trầm xuống, lạnh lùng nói, chỉ là mãn phu giang hồ, tự cho mình là nghĩa sĩ hào hiệp, tự nâng giá trị, miệng hô vì dân chúng lại làm hết những chuyện giết người phóng hỏa. đừng không biết điều, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có đầu hàng không? Ha ha ha! Hắc Y Nhân buông tay trái ra, máu tươi tùy ý chảy ra, hét lớn. Đại Trưởng Phu sống có gì vui, chết có gì sợ? Đến đây đi, nếu lão tử nhíu mày một chút chính là cháu của ngươi. Muốn chết, hai chân Ôn Ngọc Đông đột nhiên phát lực từ trên lưng ngựa nhảy lên cao, lao tới hắc y nhân. Chỉ thấy hắc y nhân hít sâu một hơi, di chuyển bước chân, bóng dáng nhất thời lay động không ngừng, cánh tay trái phồng lên, dùng lực xuất chưởng. Nhưng hiển nhiên hắn mất máu quá nhiều, bước chân lơ lửng, tốc độ di chuyển chậm lại rất nhiều, kém xa sự nhanh nhẹn trước đó lúc đánh lén phương tri hành. Hơn nữa hắn quen dùng tay phải, lúc này nâng tay trái lên xuất chưởng, nhìn thế nào cũng không được tự nhiên mà ôn Ngọc Đông ở trên cao tung bay về phía trước, giống như một trận gió mát đảo qua, thân pháp vô cùng nhẹ nhàng. Chỉ thấy hai tay hắn nắm đao, hai cánh tay bành trướng dữ dội giống như thổi khí, dơ lên cao, từ trên chém xuống. Kỹ năng bộc phát, thanh phong lạc dịp. Vù, trường đao bổ về phía trước, cắt ra nửa vòng tròn hoàng mỹ. Đao dài hơn cánh tay, đao cũng nhanh hơn, vì thế, hàng quan hiện ra, đao chém tới thân thể trước. Ngực Hắc Y nhân tách ra, có thêm một vết nứt khiến người ta sợ hãi, thân thể lập tức thu về, đánh vào trên vách tường, giống như một bãi bùn loãng chậm rãi chảy xuống, ngồi tê liệt trên mặt đất. Ọc. Hắc Y nhân ho ra một đống máu, máu tươi xuyên thấu qua mặt nạ bảo hộ phun ra tung tóe. Có vài giọt máu đúng lúc rơi trên chân của Ôn Ngọc Đông. Thấy thế, hắn vội vàng lui về phía sau, lắc chân. Đó là một đôi giày mới, nhưng mà Ôn Ngọc Đông rất nhanh ý thức được, máu bắn lên sẽ vẫy không ra. Trong nhất thời, trên trán của hắn nổi gân xanh, biểu cảm ngày càng dữ tợn, đột nhiên nổi giận đùng đùng đi lên trước, nghiêng đao cắt qua. Xì xì, đầu hắc y nhân lăn xuống, rơi trên mặt đất. Chiến thắng hoặc giết chết sinh mạng cùng cấp bậc, 18 cái, 1 phần 18. Phương Tri Hành thu hồi ánh mắt, liếc nhìn giao diện hệ thống, xác nhận tiến độ hoàn thành một cái hắc y nhân là đại mãn cảnh. Phương Tri Hành chặt đứt cánh tay phải của hắn bằng một đao, đánh lui khiến hắn chạy trốn, đương nhiên xem như chiến thắng hắn. Chúc mừng ôn chỉ huy giết chết tên cướp. Phương Tri Hành đi lên trước, vỗ tay cười nói. Biểu cảm ôn Ngọc Đông nhanh chóng thu liễm, quay đầu nhìn qua, thản nhiên đáp, thực lực người này không tệ, nếu không phải Phương giáo đầu chém đứt một cái cánh tay của hắn, ta cũng không thể thoải mái xử lý hắn như thế. Phương Tri Hành liền nói, chật, ta là mèo mù vớ cá rán thôi, dưới tình thế cấp bách một đao tùy tay, dường như là nhắm mắt chém, không ngờ lại chém trúng hắn. Ngoài ý muốn, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Lúc nói chuyện, hắn đi lên trước, tháo mặt nạ bảo hộ xuống, lộ ra gương mặt trung niên râu ria rậm rạp. Ôn Ngọc Đông hỏi, hắn là ai vậy, có ai quen không? Mọi người nhích lên xem thử, nhưng toàn bộ lắc đầu. Ồ oh quao, wow, bắt được rồi bên kia đột nhiên truyền đến tiếng hò reo phương tri hành lập tức chạy tới tập trung nhìn vào nữ tử to lớn mặt hồng y ngã trên mặt đất bị trói cô trong miệng nhét quần lót của người nào đó ô ô ô nữ tử to lớn mặt hồng y sắp nước mắt gắt gao nhìn chầm chầm mỗi người hận không thể ăn thịt bọn họ đinh chí cương thu đao vào vỏ xoa mồ hôi trên trán mệt đến thở hổn hển như bò phương tri hành đi lên cười nói chúc mừng đại ca bắt sống tên cướp, lập được công đầu. Công đầu. Đinh Chí Cương trừng mắt nhìn, hỏi, tên cướp khác đâu, ông Ngọc Đông sẽ không để hắn chạy thoát chứ. Phương Tri Hành làm một động tác. Các cổn chí cương hiểu rõ, nhất thời nhếch miệng nở nụ cười, mặt mày hớn hở nói, lão đệ, công đầu cũng có một phần của ngươi. Phương Tri Hành nhìn nữ tử to lớn mặt hồng y, hỏi, đại ca có quen không? Đinh Chí Cương gật đầu nói, nếu ta không nhìn lầm có lẽ ả ta là quách hồng anh muội muội của quách định sơn người đó là nam nhân của ả du long bát quái trưởng khương đại lang đôi cẩu nam nữ này cực kỳ hung tàn ở trấn vân thủy hai người bọn họ và quách định sơn đã giết hại cả nhà trương viên ngoại già trẻ lớn bé không buông tha một ai phương tri hành hiểu rõ thở dài quả nhiên là tìm ta trả thù đinh chí cương ngầm thừa nhận gật đầu nói hiện tại xem ra quách định sơn nhất định đã chết chết trong tay lão đệ phương tri hành liền nói xin đại ca phải thẩm vấn cẩn thận tra ra đồng lõa của nàng một lưới bắt hết để ta cũng có giấc ngủ yên ổn lão đệ yên tâm giao cho ta đi đinh chí cương lặng lẽ cười hăm hở phất tay nói các huynh đệ nâng con heo chết tiệt này lên quay về nha môn vâng một đám nha dịch lập tức bận rộn tế cẩu chạy tới truyền âm nói, mé, kích thích thế à. Phương Tri Hành đáp, Quách Hồng Anh nóng lòng báo thù, rất dễ bị dụ ra. Tế cẩu trạng lời nói, cho nên kết quả công đầu là của Đinh Chí Cương, ôn Ngọc Đông thứ hai, mẹ nó mày phụ trách hy sinh một đêm xuân. Phương Tri Hành lặng lẽ cười nói, vì triều đình, vì huyện lệnh đại nhân, một đêm xuân nhỏ nhoi có là gì, hy sinh một vạn lần tao cũng không tiếc. Đệt, không biết xấu hổ, tế cậu không muốn để ý tới người này nữa rất nhanh quách hồng anh đã bị áp giải tới nha môn ném vào trong nhà tù trong thư phòng la bồi vân nghe đinh chí cương phương tri hành còn có ôn ngọc đông báo cáo tốt lắm ba người biểu hiện rất tốt la bồi vân phấn chấn cười lần này có thể thuận lợi chém giết một phản tặc bắt sống một phản tặc là kết quả của các ngươi đồng tâm hiệp lực ta sẽ luận công ban thưởng ba người phương tri hành liền nói thuộc hạ chỉ là làm việc trong bổn phận, không cầu ban thưởng. Trong lúc nói chuyện, La Khắc Chiêu đột nhiên xông vào, vẻ mặt quán giận, thở phì phì kêu lên, phụ thân, chuyện bắt phản tặc lớn như vậy, sao phụ thân không nói cho con biết? La Bồi Vân thản nhiên nói, con có nhiệm vụ của con, con phải hầu hạ thiên thiên cho tốt, không được có sai lầm, hiểu chưa? La Khắc Chiêu buồn bực nói, bản thân nó rất biết chơi, còn chơi vui hơn cả con, không cần con hầu hạ. La Bồi Vân nhíu mày, hỏi, thiên thiên đâu? La Khắc Chiêu trả lời, nó còn ở hàm hương lâu, dán lên hoa khôi tố nương kia kìa, nhất thời sẽ không trở lại. Khóe mắt La Bồi Vân co giật vài cái, dường như có bảy phần cạn lời ba phần bất đắc dĩ. Đinh Chí Cương đoán ý qua lời nói và sắc mặt, hỏi, đại nhân, thiên thiên là vị thiên kim kia của quận trưởng đại nhân phải không? La Bồi Vân gật đầu nói, thiên thiên và La Hướng Bằng, con trai của La Khắc Hoành, quan hệ cực kỳ tốt, con nhóc nghe nói La Hướng Bằng xảy ra chuyện, vì thế đặc biệt từ quận thành chạy qua đây. La Khắc Chiêu hừ hừ, buông tay nói, nói thì nói như vậy, nhưng mà sau khi nó đến thì chạy lung tung khắp nơi, chỉ lo ăn chơi trác tán, con cũng chưa thấy nó quan tâm La Hướng Bằng kia bao nhiêu. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.